20 phẩm tướng bất thối. Bấy giờ Thiện Hiện lại bạch Phật: Chúng con phải dựa vào hành động tướng trạng nào mới biết được Đại Bồ Tát này bất thối truyền? Phật bảo: Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát có thể biết rõ như thật hoặc bậc dị sanh, hoặc bậc thanh văn, hoặc bậc độc giác, hoặc bậc Bồ Tát, hoặc bậc Như Lai, các bậc như thế tuy nói có khác, nhưng trong tánh chân như của các pháp không biến đổi, không phân biệt, không hai, không hai phần. Đại Bồ Tát này tuy thật ngộ nhập vào chân như các pháp, nhưng đối với chân như không có sự phân biệt, vì lấy vô sở đắc làm phương tiện. Đại Bồ Tát này đã thật ngộ nhập chân như các pháp, dù nghe chân như và tất cả pháp không hai không khác, mà tâm không nghi trệ. Vì sao? Vì chân như và pháp không thể nói là một, không thể nói khác, không thể nói đồng hay không đồng. Đại Bồ Tát này quyết không coi nhẹ điều này mà phát ra lời nói. Nếu có lời nói gì, đều đem lại lợi ích và ý nghĩa. Nếu không lợi ích và ý nghĩa, quyết không nói ra. Đại Bồ Tát này hoàn toàn không xem chỗ tốt xấu hay dở của người, bình đẳng thương xót và vì họ thuyết pháp. Đại Bồ Tát này chẳng xem chủng tánh sang hèn của pháp sư, chỉ cầu thuyết được pháp nghĩa trần tịnh. Thiện Hiện, Đại Bồ Tát bất thối truyền đều có những hành động tướng trạng như vậy. Vì có những hành động tướng trạng này nên biết là Đại Bồ Tát bất thối truyền. Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Lại do các hành động tướng trạng nào mà biết là Đại Bồ Tát bất thối truyền? Phật bảo: Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát có thể quán các pháp không có hành động tướng trạng, thì phải biết là Đại Bồ Tát bất thối truyền. Thiện Hiện lại bạch Phật: Nếu tất cả pháp không có hành động tướng trạng, thì truyền pháp nào mà được gọi là bất thối truyền? Phật bảo: Thiện Hiện, Đại Bồ Tát truyền sắc quần cho đến thức quần nên gọi là bất thối truyền. Truyền nhãn xứ cho đến ý xứ nên gọi là bất thối truyền. Truyền sắc xứ cho đến pháp xứ nên gọi là bất thối truyền. Truyền nhãn giới cho đến ý giới nên gọi là bất thối truyền. Truyền sắc giới cho đến pháp giới nên gọi là bất thối truyền. Truyền nhãn thức giới cho đến ý thức giới nên gọi là bất thối truyền. Chuyển nhãn xúc cho đến ý xúc nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển địa giới cho đến thức giới nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển nhân duyên cho đến tăng thượng duyên nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển vô minh cho đến lão tử nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa nên gọi là bất thối truyền. Chuyển pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không nên gọi là bất thối truyền. Chuyển chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ nên gọi là bất thối truyền. Chuyển thánh đế khổ tập diệt đạo nên gọi là bất thối truyền. Chuyển bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên gọi là bất thối truyền. Chuyển bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo nên gọi là bất thối truyền. Chuyển pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện nên gọi là bất thối truyền. Chuyển tám giải thoát cho đến 10 biến xứ nên gọi là bất thối truyền. Chuyển tịnh quán địa cho đến Như Lai địa nên gọi là bất thối truyền. Chuyển cực hỷ địa cho đến pháp vân địa nên gọi là bất thối truyền. Chuyển pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa nên gọi là bất thối truyền. Chuyển năm lại mắt, sáu phép thần thông nên gọi là bất thối truyền. Chuyển 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng nên gọi là bất thối truyền. Chuyển đại từ đại bi, đại hỷ đại xả nên gọi là bất thối truyền. Chuyển 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp nên gọi là bất thối truyền. Chuyển pháp không quên mất tánh luôn luôn xả nên gọi là bất thối truyền. Chuyển quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề nên gọi là bất thối truyền. Chuyển trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng nên gọi là bất thối truyền. Chuyển bậc dị sanh hoặc bậc thanh văn hoặc bậc độc giác, hoặc bậc Bồ Tát hoặc bậc Như Lai nên gọi là bất thối truyền. Chuyển các hạnh đại Bồ Tát nên gọi là bất thối truyền. Chuyển quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật nên gọi là bất thối truyền. Vì sao? Vì tự tánh của sắc là vô sở hữu, cho đến tự tánh quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật cũng vô sở hữu. Vì Đại Bồ Tát này ở trong chỗ không trụ nên được gọi là bất thối truyền. Nếu Đại Bồ Tát có thể biết được như thế,
thì được gọi là Đại Bồ Tát Bất Thối Truyền. Lại nữa, thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát Bất Thối Truyền đều chẳng muốn xem hình tướng và lời nói của ngoại đạo Sa Môn Bà La Môn vân vân. Dù các Sa Môn Bà La Môn vân vân ấy đã biết một cách đúng đắn và thấy một cách chân thật đối với pháp đã thấy, hoặc có thể thiết lập pháp môn chánh kiến, nhất định không có điều ấy. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Đại Bồ Tát Bất Thối Truyền. Lại nữa, thiện hiện, đối với pháp và luật mà Đức Phật đã thuyết một cách hoàn hảo, tất cả Đại Bồ Tát Bất Thối Truyền đều tin hiểu sâu xa, không sanh nghi ngờ. Đối với các việc thế gian, không có giới cấm thủ, chẳng rơi vào tà kiến, chẳng chấp các điểm lành của thế tục lấy làm thanh tịnh, hoàn toàn không lễ kính các thiên thần khác như việc phụng thờ của ngoại đạo và thế gian, cũng chẳng đem các thứ tràng hoa hương bột hương xoa y phục chuỗi anh lạc tràng phan bảo cái kỹ nhạc đèn sáng để cúng dường thiên thần và các ngoại đạo. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Đại Bồ Tát Bất Thối Truyền. Lại nữa, thiện hiện, các Đại Bồ Tát Bất Thối Truyền không rơi vào địa ngục, bàng sanh ngạ quỷ Atula, cũng không sanh vào dòng hạ tiện, nghĩa là hàng chiên đà la, kẻ ác, bổ yết xa, người bất tín nhân quả, chắc chắn chẳng thọ báo sanh làm hoàng môn, người không đủ nam căn, không căn, hoặc hai căn và thân người nữ. Cũng chẳng thọ thân mù điếc cầm ngọng cùi cụt tay chân hủi lác lùn xấu lưng ngủ vân vân, chắc chắn không sanh vào chỗ tất bật công việc. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Bồ Tát Bất Thối Truyền. Lại nữa, thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát Bất Thối Truyền thường vui thực hành 10 thiện nghiệp đạo, tự xa lìa sự giết hại sanh mạng cho đến tà kiến, cũng khuyên người khác xa lìa sự giết hại sanh mạng cho đến tà kiến, thường khen ngợi đúng pháp xa lìa sự giết hại sanh mạng cho đến tà kiến, hoan hỷ tán thán người xa lìa sự giết hại sanh mạng cho đến tà kiến. Cho đến trong giấc mộng, Đại Bồ Tát này cũng chẳng thọ hiện hành động thuộc 10 nghiệp bất thiện, huống chi lúc tỉnh giác hành động các việc này. Nếu các Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Đại Bồ Tát Bất Thối Truyền. Lại nữa, thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát Bất Thối Truyền vì lợi ích tất cả hữu tình, dùng vô sở đắc làm phương tiện, thường tu bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa không có sự lười bỏ. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Đại Bồ Tát Bất Thối Truyền. Lại nữa, thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát Bất Thối Truyền đã thọ trì suy nghĩ đọc tụng được bao nhiêu khế kinh cho đến luận nghị, tất cả đều được thông hiểu tốt giáo, rồi thường đem pháp này bố thí cho tất cả hữu tình với ý nghĩ như vậy. Phải làm thế nào để những lời phát nguyện và những mong cầu chân chánh của các loài hữu tình đều được thành tựu viên mãn trọn vẹn? Lại đem căn lành pháp thí này cho các hữu tình một cách bình đẳng, cùng lấy vô sở đắc làm phương tiện, hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Đại Bồ Tát Bất Thối Truyền. Lại nữa, thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát Bất Thối Truyền hoàn toàn không có niệm nghi ngờ do dự đối với pháp môn sâu xa mà Đức Phật đã thuyết. Cụ thọ thiện hiện liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên nào mà Đại Bồ Tát Bất Thối Truyền hoàn toàn không có niệm nghi ngờ do dự đối với pháp môn sâu xa mà Đức Phật đã thuyết? Phật bảo: Thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát Bất Thối Truyền đều hoàn toàn chẳng thấy có pháp nào có thể nghi ngờ do dự, nghĩa là chẳng thấy có sắc uẩn cho đến thức uẩn, cũng chẳng thấy có nhãn xứ cho đến ý xứ, cũng chẳng thấy có sắc xứ cho đến pháp xứ, cũng chẳng thấy có nhãn giới cho đến ý giới, cũng chẳng thấy có sắc giới cho đến pháp giới, cũng chẳng thấy có nhãn thức giới cho đến ý thức giới, cũng chẳng thấy có nhãn xúc cho đến ý xúc, cũng chẳng thấy có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng thấy có địa giới cho đến thức giới, cũng chẳng thấy có nhân duyên cho đến tăng thượng duyên,
cũng chẳng thấy có vô minh cho đến lão tử, cũng chẳng thấy có bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng thấy có pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, cũng chẳng thấy có chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng chẳng thấy có thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng chẳng thấy có bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng chẳng thấy có bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, cũng chẳng thấy có pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, cũng chẳng thấy có tám giải thoát cho đến mười biến xứ, cũng chẳng thấy có tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, cũng chẳng thấy có cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, cũng chẳng thấy có pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tà Ma địa, cũng chẳng thấy có năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng chẳng thấy có mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng chẳng thấy có đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, cũng chẳng thấy có 32 tướng, 80 vẻ đẹp, cũng chẳng thấy có pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, cũng chẳng thấy có trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng chẳng thấy có quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề, cũng chẳng thấy có tất cả hạnh đại Bồ Tát và quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Trong số ấy, không có pháp nào có thể nghi ngờ do dự. Nếu đại Bồ Tát thành tựu trọn vẹn các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển, thành tựu nghiệp thân khẩu ý, điều hòa, nhu nhuyến, dễ ưa, dễ mến. Đối với các hữu tình, tâm không hạn ngại, nếu đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển, thường thành tựu từ bi hỷ xả, vân vân tương ưng thân khẩu ý nghiệp, để làm việc lợi ích cho các hữu tình. Nếu đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển thường không cùng với năm triền cái ở chung. Năm triền cái là tham dục, sân giận, hôn trầm, thủy miên, ác tác, trạo cử, nghi. Nếu đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển